xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom. Các bạn thân mến, đối với cộng đồng yêu công nghệ thì trong khoảng thời gian tới đây chúng ta đã nhận được một thông tin rất là mới, đó là sự ra mắt của Intel thế hệ thứ 12 vào ngày 4 tháng 11 vừa đây, đúng không ạ? Và tin chắc rằng tất cả các bạn đang có rất là nhiều câu hỏi muốn gửi đến cho các vị khách mời diễn giả tham gia buổi talk show ngày hôm nay về thế hệ mới của Intel. Và ngày hôm nay thì thay vì đưa tin và giới thiệu cho các bạn như mọi khi thì Hacom đã mời đến đây các vị diễn giả để cùng tham gia vào một talk show để giải đáp tất cả các thắc mắc này cho các bạn. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, hai vị khách mời rất là đặc biệt ạ. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Đức Quế, giám đốc quản lý kênh bán hàng tại Intel của Việt Nam. Vâng, và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu anh Phạm Hùng Cường, đại diện ASUS Việt tại Việt Nam ạ. Dạ vâng, cảm ơn hai anh rất là nhiều khi ngày hôm nay đã đồng ý tới Hacom để tham dự buổi talk show này ạ. Và có lẽ là câu hỏi đầu tiên cũng là câu hỏi mà rất nhiều các bạn yêu công nghệ đang quan tâm hiện nay, đó là về cái tiến trình mới của thế hệ thứ 12 này. Thì em xin phép được dành câu hỏi đầu tiên cho anh Quế ạ. Vậy thì đã có 6 năm Intel sử dụng tiến trình là 14 nanomet. Vậy thì với thế hệ thứ 12 này, khi mà nâng cấp lên tiến trình là 10 nanomet thì không biết là cái sự cải tiến ở hiệu năng và nhiệt độ thì nó thể hiện như thế nào ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Và đối với mỗi một lần mà có một cái sản phẩm bộ vi xử lý mới ra mắt thì đây là câu hỏi được nhiều quý vị quan tâm nhất. Và quý vị thân mến, thì đối với thế hệ Intel Core thế hệ thứ 12 Under Lake của Intel thì đây có thể nói đây là một cái sản phẩm công nghệ mà có tính chất bước ngoặt của Intel trong một thập kỷ gần đây. Và đây là những cái sản phẩm công nghệ đầu tiên được xây dựng dựa trên cái quy trình công nghệ Intel 7 và được áp dụng cho rất là nhiều các cái sản phẩm, từ những máy tính để bàn hiệu năng cao cho đến những cái dòng máy tính sách tay mỏng, nhẹ và tính chất đáp ứng rất là nhanh. Vâng, thật là thú vị phải không ạ? Thế thì liên quan đến tiến trình của Intel 7 thì nó đã giúp cho cái hiệu suất của những game thủ khi mà trải nghiệm game là hiệu suất tăng lên đến 19% và có thể tăng lên đến 30% đối với hiệu suất công việc của những nhà sáng tạo nội dung so với lại thế hệ tiền nhiệm trước đó là thế hệ của bộ vi xử lý thứ 11. Dạ vâng, vậy là tăng lên những 19% cho các game thủ và 30% cho các tác vụ đa nhiệm, đúng không ạ? Vâng, thì có lẽ đây là một cái sự cải tiến rất là lớn của thế hệ 12 so với thế hệ trước. Vâng, vậy thì như anh Quế chia sẻ thì quý vị cũng đã nắm được đó là hiệu năng của thế hệ mới này sẽ tăng gấp 19% so với thế hệ cũ dành cho các game thủ và 30% dành cho các tác vụ hỗn hợp, đúng không ạ? Vậy thì cũng có một yếu tố nữa mà tất cả các bạn yêu công nghệ cũng rất là quan tâm ở thế hệ mới này, đó là việc phân chia công việc giữa các nhân, đó là nhân P và nhân E. Thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về điều này cho các bạn được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của quý vị. Và như quý vị thấy là trên thế hệ Intel Core thế hệ thứ 12 Under Lake thì chúng ta thấy cái sự xuất hiện giữa Performance Core và Efficient Core, sự kết hợp giữa hai cái nhân hiệu suất và nhân hiệu quả như thế này, nó đã tạo ra cái sự đột phá về mặt hiệu suất cũng như hiệu quả làm việc của CPU. Và quý vị thân mến, một cái điều rất là mới, rất là thú vị nữa đó chính là cái sự xuất hiện của Intel Thread Director. Nó sẽ giúp cho cái việc mà phân bổ cái khối lượng công việc, điều phối cái khối lượng công việc trên các cái nhân performance và nhân efficient này như thế nào. Thì đối với Intel Thread Director, nó là một trong những đổi mới rất là quan trọng và thú vị nhất ở trong cái việc mà kết hợp giữa các cái nhân hiệu suất và nhân hiệu quả, và nó được xây dựng dựa trên cái thiết bị giám sát hiệu suất của chúng tôi và cung cấp cho các cái phép đo từ xa phần cứng tốt nhất trong ngành. Intel Thread Director thì nó có thể giúp cho cái hệ điều hành ấy, là lập một cái lịch trình làm việc, cung cấp những cái thông tin bổ sung về cái khối lượng công việc, và từ đó nó sẽ giúp cho cái hệ điều hành lập một cái lịch trình làm việc, phân bổ khối lượng công việc đúng co, đúng luồng và đúng thời điểm. Vậy thì cái phần thú vị của Intel Thread Director là nó sẽ giúp cho giám sát các cái tổ hợp lệnh, các cái trạng thái của lõi và các cái phép đo từ xa, các cái kiến trúc vi mô có liên quan ở các cái cấp độ chi tiết, và sau đó giúp hệ điều hành đưa ra được những cái quyết định lập lịch hoạt động quản lý các cái tác vụ một cách thông minh hơn. Vậy thì theo như chia sẻ của anh Quế thì ở đây chúng ta có thể hiểu là cái việc phân chia công việc này sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào cái phần mềm mới của Intel, đó chính là Intel Thread Director, đúng không ạ? Và cái phần mềm này giúp cho chúng ta có thể lập một cái lịch trình và sau đó là quyết định được cái việc là nhân nào sẽ hoạt động vào trong cái nhiệm vụ nào, đúng không ạ? Thì có lẽ là đây sẽ là một cải tiến rất là lớn cho các bạn yêu công nghệ khi mà sử dụng đến Intel đến từ thế hệ thứ 12. Và có lẽ là trước đây khi mà các game thủ, các streamer khi họ mà vừa chơi game này, vừa stream trên cùng một con máy ấy, thì họ hay gặp một cái vấn đề, đó là sẽ bị cái phần mềm stream nó sẽ bị
ngốn hết RAM, ngốn hết cái phần CPU của cái con chip đó. Thì em không biết là cái việc phân chia nhiệm vụ như thế này thì nó có hỗ trợ gì cho các streamer không ạ? Cảm ơn câu hỏi của em rất nhiều. Và đối với mỗi một game thủ thì trải nghiệm mượt mà khi mà họ chơi game là cái điều mà họ luôn luôn mong muốn, đúng không? Họ luôn quan tâm điều đấy. Thế thì như chúng ta được biết, đối với thế hệ Intel Core thế hệ thứ 12 Anderlecht thì nó có 3 cái yếu tố mà đột phá. Trong thứ nhất, đây là thế hệ CPU chơi game tốt nhất trên thế giới hiện nay dành cho máy tính để bàn. Điều thứ hai nữa là nó rất là tốt nhất cho những cái trải nghiệm về overclocking. Và thứ ba, đó chính là mang đến những cái hiệu suất đột phá dành cho những cái nhà sáng tạo nội dung. Thế thì quay trở lại cái vấn đề mà các game thủ quan tâm, thì chúng ta có thể thấy rằng là Anderlecht là bộ vi xử lý chơi game tốt nhất trên thế giới hiện nay dành cho máy tính để bàn, bởi vì nó có lên đến tối đa là 8 nhân performance với cái tần số có thể tăng khi mà turbo lên đến 5,2 GHz và nó giúp cho cải thiện cái hiệu suất khi chơi game tăng lên 19% so với thế hệ CPU thứ 11. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa thì đây là cái thời điểm mà các cái efficient core nó sẽ phát huy tác dụng. Nó sẽ giúp xử lý đa nhiệm, đa tác vụ, các cái tác vụ khác. Chẳng hạn như là khi những cái tác vụ như là quay hay là ghi âm của các game thủ khi các game thủ chơi game. Đó, giúp cho cái việc mà các cái game thủ chơi game nó không bị ảnh hưởng, không bị lắc, không bị giật, rất là mượt. Đó, như vậy là lúc này là chúng ta thấy là các cái performance score cũng như là efficient score phát huy tác dụng một cách triệt để. Có thể nói rằng nó rất tối ưu cho các game thủ. Dạ vâng. Vậy thì nhờ cái sự phân chia công việc rõ ràng giữa hai nhân là nhân P và nhân E như vậy, vậy thì các game thủ sẽ không còn quá băn khoăn về cái việc là vừa streamer vừa chơi game có xảy ra hiện tượng giật lag nữa không, đúng không ạ? Bởi vì và nhân E sẽ đảm nhận được cái nhiệm vụ này cho các bạn là làm đa tác vụ để giúp cho phần mềm stream nó mượt mà hơn. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Quế rất là nhiều. Và các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết thì Intel và Asus thì luôn luôn có một cái sự kết hợp, hợp tác với nhau trong một quãng thời gian cũng rất là dài rồi ạ. Gần như là mỗi lần mà hãng ra sản phẩm mới thì bên đối tác cũng sẽ có những cái phần hỗ trợ, ví dụ như những sản phẩm mới đây của Asus đó là mainboard, đúng không ạ? Đó, thì em cũng có một câu hỏi muốn đặt cho anh Cường ngày hôm nay, đó là với socket của Intel thế hệ thứ 12 này thì nó đã thay đổi từ 1200 lên 1700 và hình dáng nó không còn là hình vuông nữa mà lại là hình chữ nhật đấy ạ. Vậy thì cái sự thay đổi hình dáng như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái sự tương thích tản nhiệt đối với các mainboard của Asus đang bán trên thị trường hiện nay không ạ? Mình xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì mình xin trả lời như sau. Vấn đề là khi mà hãng Intel giới thiệu một cái nền tảng mới, tức là cái nền tảng hiện nay là Intel thế hệ thứ 12, thì Asus cũng đã kết hợp và làm việc rất chặt chẽ với Intel trong quá trình phát triển những cái dòng sản phẩm bo mạch chủ Z690 để làm sao là vẫn đưa ra được những cái dòng bo mạch chủ đem lại hiệu suất tốt nhất cho khách hàng. Và cái vấn đề mà các game thủ hiện nay cũng như những người sử dụng đang quan tâm đó là cái việc thay đổi socket từ 1200 lên 1700 nó có ảnh hưởng gì đến những cái hiệu suất tản nhiệt hay không? Thì trong cái quá trình làm việc giữa Intel và Asus thì các kỹ sư cũng đã có những trao đổi rất là kỹ càng để làm sao là họ đảm bảo tốt nhất cái hiệu suất tản nhiệt. Thì để những cái tản nhiệt hiện nay ở trên thị trường, ví dụ những cái dòng cao cấp nhất của Asus như dòng Ryzen 2360 vẫn có thể đảm bảo cái khả năng tản nhiệt tốt nhất cho những cái dòng chip CPU thế hệ thứ 12, dòng đỉnh cấp nhất của Intel đó là con i9, đó là mã sản phẩm i9 12900K. Đấy, thì về mặt hiệu năng tản nhiệt thì mình có thể đảm bảo là khách hàng vẫn được có những cái khả năng tản nhiệt tốt nhất với những dòng sản tản nhiệt đỉnh cấp của Asus ROG. Dạ vâng, vậy thì với sự khẳng định của anh Cường thì ở đây chúng ta chắc chắn rằng là với thế hệ mới Intel thứ 12 thì dù thay đổi hình dáng, thay đổi socket nâng cấp như vậy nhưng mà nó không hề ảnh hưởng một chút nào đến cái khả năng tương thích hay là hiệu suất tản nhiệt của các mainboard Asus, đúng không ạ? Vậy thì em cũng có thêm xin phép hỏi anh thêm một câu hỏi nữa, đó là với những cái đời mainboard cũ trước đây thì cũng có cái sự sử dụng song song hai loại RAM, đó là DDR3 và DDR4. Vậy thì đối với thế hệ 12 này thì có thể sử dụng song song như vậy hay không? Nếu mà không thì tại sao lại phải tách rời điều đó ra? Cái vấn đề này thì là trong quá trình phát triển sản phẩm dòng bo mạch chủ Z690 đối với các vi xử lý thế hệ thứ 12 của Intel
thì ASUS cũng đã nhận ra là trong cái thời điểm chuyển giao giữa cái thế hệ RAM 4 và RAM 5 thì người dùng có những sự lăn tăn nhất định. Những cái sự lăn tăn đó thì có thể là trong quá trình phát triển sản phẩm và ASUS đã ghi nhận được từ những thế hệ trước, đó là cái sự giao thoa giữa cái sự giao thời giữa DRAM 3 và DRAM 4. Và có những cái sản phẩm đã ghi nhận được cái tình trạng lỗi nó phát sinh tương đối nhiều ở những cái bo mạch mà sử dụng cả hai cái nền tảng đấy. Thành ra ASUS đã quyết định là thay vì đưa ra những cái bo mạch có thể sử dụng được cả DR5 và DR4 thì ASUS đã quyết định là phát triển riêng, tức là sẽ có những cái dòng bo mạch chủ họ ASUS là chỉ sử dụng DR5 và có những dòng bo mạch chủ là chỉ sử dụng DR4 thôi. Thì đây là có cái sự lựa chọn rất là tối ưu cho khách hàng hiện nay. Họ có thể tối ưu hóa cái chi phí khách hàng bỏ ra để nhưng mà làm sao vẫn đảm bảo được cái hiệu năng sử dụng là tốt nhất. Và thậm chí là trong tương lai nếu mà khách hàng có nhu cầu nâng cấp thì họ có thể nâng cấp lên một cái dòng bo mạch chủ được sử dụng DR5 để có cái hiệu suất làm việc cao hơn rất là nhiều. Đấy, và đặc biệt là như chúng ta có thể thấy hiện nay là trong cái thời điểm hiện tại ấy, khi mà giới thiệu dòng Walmart thì cái DRAM hiện nay ở trên thị trường cũng tương đối là chưa có nhiều cái sự lựa chọn lắm. Nên là thành ra những cái dòng bo mạch chủ DR4 hiện tại ở thời điểm hiện tại vẫn đang là sự lựa chọn tương đối là tối ưu cho khách hàng để có thể tối ưu cái chi phí họ bỏ ra và cái khả năng họ đáp ứng cái nhu cầu công việc vẫn là tối đa nhất. Vâng. Vậy thì đáp án cho câu trả lời này đó là tránh những cái lỗi không cần thiết khi mà sử dụng song song cả hai loại RAM đúng không ạ? Thì là đây là cái theo cái quan điểm của ASUS là để hạn chế tối đa cái phần lỗi trong quá trình khách hàng sử dụng. Dạ vâng. Và chính những điều này thì sẽ mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm sử dụng nó tốt hơn, nó tối ưu hơn nữa, và điều này là điều mà các hãng, các nhà sản xuất luôn luôn muốn mang đến cho khách hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt hơn nữa đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Đó là cái điều quan trọng nhất. Dạ. Bởi vì tất cả mọi cái sản phẩm cũng như là các cái công nghệ mới thì đều hướng đến là cái trải nghiệm cũng như là cái mục đích sử dụng của người tiêu dùng, và chúng ta phục vụ một cách tốt nhất để cho giúp cho người tiêu dùng có thể có những cái giải trí cũng như là làm việc một cách tốt nhất. Dạ vâng. Đó luôn là tiêu chí hàng đầu của ASUS khi mà hãng muốn đưa ra những cái dòng sản phẩm đến người tiêu dùng. Dạ vâng. Và nhắc đến ASUS thì mới đây thì hãng cũng cho ra mắt một mainboard rất là mới, rất là hot hiện nay đúng không ạ? Đó là Z690. Vậy thì tiện thể nhắc đến mainboard thì em cũng có thể hỏi là trong cái ngày mở bán, đợt mở bán này tại Việt Nam thì ASUS có bán kèm những các sản phẩm nào khác cùng với cả Z690 không ạ? Thì anh có thể chia sẻ với các bạn. Trong cái ngày mở bán hôm 4 tháng 11 thì ASUS Việt Nam sẽ mang về Việt Nam hầu hết những cái dòng bo mạch chủ mà ASUS giới thiệu cho thị trường thế giới. Đó là những cái dòng bo mạch chủ Z690 mới nhất hiện nay. Và hiện ở thời điểm hiện tại thì ASUS có tất cả là 5 dòng sản phẩm sử dụng chipset Z690. Cái dòng sản phẩm đầu tiên như chúng ta có thể thấy ở trong khuôn hình hiện nay thì đó là dòng sản phẩm Prime. Dòng sản phẩm có cái mức chi phí tương đối tốt để khách hàng có thể tiếp cận, bước đầu tiếp cận với những dòng bo mạch chủ Z690. Kế đó thì như chúng ta sẽ thấy là sẽ có thêm một số những dòng bo mạch chủ cao cấp hơn như dòng Formula, dòng Hero. Đây là những cái dòng bo mạch chủ thuộc series Maximus. Đây là những cái dòng bo mạch chủ tối ưu nhất và cao cấp nhất dành cho những game thủ, những người ưa thích những cái hiệu năng cao cấp nhất hiện nay. Đấy, tốt nhất. Và bên cạnh đó thì sẽ có thêm những cái dòng sản phẩm chủ đạo khác. Ví dụ như là dòng Tup series, Tup Z690. Và đặc biệt dòng Tup 690 hiện nay là có hai mã sản phẩm là đều sử dụng DR4 và đều được bảo hành 5 năm. Đây là những cái dòng bo mạch chủ duy nhất ở trên thị trường được bảo hành 5 năm. Đấy, thì nó vừa đem lại hiệu suất sử dụng cho khách hàng, vừa tối ưu chi phí và chúng ta sẽ đảm bảo được thêm cái phần hậu mãi sau bán hàng cho khách hàng. Đấy. Và bên cạnh đó thì những năm gần đây ASUS cũng giới thiệu thêm trên thị trường một dòng bo mạch chủ, đó là dòng ProArt. Đây là một cái dòng bo mạch chủ hướng đến những cái khách hàng có nhu cầu sử dụng để phát triển cũng như là để làm việc trên những cái nhu cầu sáng tạo nội dung. Nghe tên là đã thấy được điều đúng đó rồi đúng không ạ? Thì dòng bo mạch chủ ProArt sẽ tập trung chính vào những cái công cụ cũng như là những cái thiết kết nối để tối ưu nhất cho cái việc sử dụng copy cũng như là sao lưu dữ liệu của khách hàng. Đó là những cái cổng trang bị hai cổng Thunderbolt 4 có tốc độ 40 gigabit một giây rất là nhanh. Đây là những cái cổng kết nối mà đảm bảo cái việc trao đổi dữ liệu của khách hàng nó gần như là tức thời để không làm gián đoạn những việc xử lý dữ liệu của khách hàng. Đấy.
Thì hiện nay là có 4 dòng như vậy, đó là Prime Series, dòng ProAd, dòng Top Series, dòng Outstrict và dòng cao cấp nhất luôn là mã Maximus. Và đặc biệt là sẽ có cái mã Maximus Z690 Extreme Glacial được ốp sẵn một cái hệ thống tản nhiệt nước rất là tiên tiến và độc đáo của hãng EKWB. Đấy thì tạo ra một cái hệ thống sẽ mang đến hệ thống tản nhiệt nước cực khủng và cái hiệu năng cực đỉnh cho khách hàng. Dạ. Vậy thì nghe đến đây thì chắc là tất cả các bạn khán giả, các bạn viewer của Hacom đang rất là háo hức rồi đấy ạ. Là trong đợt mở bán ngày 4 tháng 11 thì tới đây thì cả Intel và cả Asus sẽ cho ra mắt thị trường rất nhiều những sản phẩm mới và cũng không thua kém gì các thị trường ở châu Âu hay là châu Mỹ, đúng không ạ? Thị trường Việt Nam cũng vẫn rất là được ưu ái. Chính vì thế, các game thủ hay là các cộng đồng yêu công nghệ thì hãy chờ đón những cái sản phẩm mở bán tiếp theo của Asus cũng như là Intel. Dạ vâng, và một điều nữa mà chắc chắn là các anh em game thủ hay là các anh em yêu công nghệ rất là quan tâm trong thế hệ thứ 12 của Intel, chip Intel, đó chính là trong đợt mở bán lần này và đợt ra mắt lần này thì hiện tại Intel mới cho ra mắt từ thế hệ i5 trở lên, đúng không ạ? Vậy thì chắc chắn là các bạn cũng rất là tò mò và thắc mắc là không biết bao giờ thì i3 sẽ được ra mắt để dành cho các game thủ có khả năng kinh tế hơn một chút ạ. Rất mong anh Cường có thể giải đáp cho các bạn câu hỏi này. Vâng, đối với Intel Core thế hệ thứ 12 Alder Lake thì chúng tôi chia ra làm hai giai đoạn để công bố sản phẩm ra thị trường. Thì giai đoạn đầu tiên là sẽ bắt đầu vào ngày ở Việt Nam là ngày 5 tháng 11. Dạ. Thì chúng tôi sẽ cho ra mắt là các cái dòng CPU Core i9, Core i7 và Core i5. Và những cái dòng sản phẩm còn lại trong gia đình sản phẩm Alder Lake thì sẽ được chúng tôi công bố rất là sớm trong đầu năm sau. Đầu năm sau. Và quý vị sẽ không phải chờ đợi lâu đâu ạ. Dạ vâng, thế thì đầu năm sau thì chúng ta cũng chỉ còn khoảng 1 quý nữa, khoảng 2-3 tháng nữa là các bạn cũng có thể có khả năng sở hữu được những con chip thế hệ thứ 12 từ i3 rồi. Vì vậy thì các bạn hãy chờ đón những cái thông tin mới nhất đến từ hãng Intel, đúng không ạ? Vâng, và em cũng muốn là hỏi thêm anh một câu nữa, đó là anh có thể gợi ý hay là đưa ra một chút những cái sự gợi ý một chút để bọn em có thể đoán được là giá bán hiện tại của các dòng sản phẩm thế hệ thứ 12 đang như thế nào, đúng không ạ? Giá bán thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và chúng ta được biết rằng là mỗi một cái sản phẩm mới ra đời thì nó đáp ứng những cái nhu cầu càng ngày càng tăng của chúng ta. Và với những cái tính ưu việt của dòng sản phẩm Alder Lake này, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là nó là cái dòng sản phẩm bộ vi xử lý chơi game mạnh nhất thế giới hiện nay, với cái sự xuất hiện của một cái công nghệ rất là mới, rất là thú vị, đó là Intel Thread Director, cộng với cái sự xuất hiện về Performance Core và Efficient Core. Thì chúng ta thấy rằng những công nghệ mới ở trên một cái sản phẩm mới nó tuyệt vời, nó đặc sắc như vậy, đúng không ạ? Thế thì cái điều mà chúng ta quan tâm nhiều nhất có lẽ rằng nó không phải là vấn đề về giá, mà nó sẽ là nằm ở vấn đề là nó có đáp ứng được các cái yêu cầu, các cái mong muốn của chúng ta hay không. Và về giá cụ thể thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với các cái đối tác của chúng tôi, cái đối tác Hacom, để biết được chính xác về giá. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Quế rất là nhiều. Và với những chia sẻ đến từ đại diện của Intel thì các bạn cũng có lẽ là phần nào đoán ra được là với những cái trang bị này, những cái hiệu năng vượt trội như vậy trong một thế hệ mới thứ 12 của Intel thì nó sẽ có những một mức giá rất là xứng tầm, đúng không ạ? Và mức giá thì hiện nay cũng đã được public ở trên trang web của Hacom hay là trang web của hãng rồi. Nếu như các anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu một con chip đến từ Intel thế hệ thứ 12 thì có thể truy cập vào trang web của Hacom để có thể tham khảo ngay lập tức nhé. Và ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn anh Quế và anh Cường đã bớt chút thời gian để có thể đến với Hacom giải đáp tất cả những cái thắc mắc về những cái câu hỏi của các bạn yêu công nghệ, yêu game thủ dành cho những cái chip CPU, đúng không ạ, thứ 12 của Intel và những mainboard mới ra mắt của Asus. Và rất hy vọng là những thông tin mà hai vị khách mời ngày hôm nay chia sẻ có thể phần nào đáp ứng được cái sự tò mò của các bạn. Và rất mong là hai anh có thể gửi một lời chào đến các quý vị khán giả đã mất chút thời gian nãy giờ xem chúng ta giới thiệu về các sản phẩm, đúng không ạ? Vâng, một khoảng thời gian rất là ngắn nhưng mà rất là đáng nhớ và thú vị với chúng ta. Vì đây là lần đầu tiên mà chúng ta tổ chức một cái buổi talk show để chia sẻ về một cái dòng sản phẩm mới ra mắt như thế này. Và chúng tôi mong rằng là những cái thông tin chia sẻ tới quý vị ngày hôm nay thì có thể đã chia sẻ tới quý vị những cái thông tin ngắn gọn nhất, cơ bản nhất và súc tích nhất về dòng sản phẩm mới Intel Core thế hệ thứ 12 Alder Lake của Intel. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Lời cuối thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái buổi talk show ngày hôm nay. Thì mong rằng trong cái thời gian gần nhất thì các bạn
ở đây hãy ghé thăm trang web của Hacom để có thể truy cập vào những cái dòng sản phẩm, theo dõi và ủng hộ những cái dòng sản phẩm mới nhất, dòng bo mạch chủ Z690 mới nhất của Asus Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và vâng, cảm ơn chia sẻ đến từ hai vị khách mời ngày hôm nay rất là nhiều tại talk show của Hacom. Và các bạn thân mến, nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên là tặng cho chúng mình một like và một subscribe và ủng hộ chúng mình ra những video hấp dẫn tiếp theo để có thể giải đáp được tất cả thắc mắc của các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin phép được gửi lời chào và xin hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình tiếp theo.